Cũng trong chuyến công tác sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đến thăm chúc Tết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nam Á Bank, đồng thời ghi nhận những đóng góp về phát triển kinh tế, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội của ngân hàng thực hiện tại Long An. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, Ngân hàng Nam Á Bank sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Long An trong việc phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội tại tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng Nam Á Bank cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Long An đối với sự phát triển của ngân hàng thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển kinh tế, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương.